Hôm nay cận cảnh mình quay hồ cá lóc các bạn. Hồ này có 100 tấn à. Cận cảnh mình quay thử cho nó ăn thế nào các bạn. Cá bay nè, cá bay là có thật phải không? Quá cái bài luôn rồi.
và chú Hầm luôn. Lớn chút nữa mình review tiếp. Này con hơi nhỏ ha.